Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 4. Phẩm tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 1. Phật lại bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, Đại Bồ Tát phân biệt và khai thị kinh Đại Bát Niết Bàn có bốn ý nghĩa được biểu lộ. Thế nào là bốn? Một là tự sửa mình chân chánh, hai là làm cho kẻ khác trở nên chân chánh, ba là có thể tùy chỗ hỏi mà đáp, bốn là khéo giảng rõ nghĩa nhân duyên. Thế nào là tự sửa mình chân chánh? Như Phật Như Lai nhìn thấy các nhân duyên liền có chỗ thuyết dạy. Dĩ như có tỳ kheo thấy đám lửa lớn, bèn nói rằng: Thà tôi phải ôm đám lửa nóng ấy, chứ chẳng dám đối với tạng bí mật và 12 bộ kinh do Như Lai thuyết mà phỉ báng rằng kinh ấy do Ma Ba Tuần thuyết. Như người nói rằng: Như Lai pháp tăng là vô thường. Người nói như vậy là tự dối gạt mình, mà cũng dối gạt kẻ khác. Thà lấy dao bén tự cắt lưỡi mình, chứ không bao giờ nên nói rằng Như Lai pháp tăng là vô thường. Như nghe người khác nói ra lời ấy, cũng chớ nên tin nhận. Đối với kẻ nói ra lời ấy, nên đem lòng thương xót. Như Lai pháp tăng thật là không thể nghĩ bàn, nên tin giữ lẽ ấy, tự quán thân mình dường như đám lửa. Đó gọi là tự sửa mình chân chánh. Thế nào là làm cho kẻ khác trở nên chân chánh? Có một lúc Phật đang thuyết pháp, có một phụ nữ còn đang cho con bú đến chỗ Phật ngự, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi sang một bên, nhưng trong lòng vẫn có điều nghĩ tưởng. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của cô ta, nên dạy rằng: Vì lòng thương con, cô đã cho con bú rất nhiều, chẳng biết số lượng, chẳng rõ là có tiêu hóa được hay không. Liền đó, người phụ nữ bạch Phật rằng: Lạ thay, Thế Tôn, Ngài biết được ý nghĩ trong lòng con. Xin Như Lai dạy con cách cho bú nhiều ít thế nào. Thế Tôn, sáng nay con đã cho trẻ bú rất nhiều sữa, e không tiêu hóa nổi, chẳng biết có hại mạng nó chăng? Xin Đức Như Lai vì con giảng rõ. Phật dạy: Lượng sữa mà con của cô đã bú rồi sẽ tiêu hóa được, giúp tăng thêm tuổi thọ. Người phụ nữ nghe xong, trong lòng phấn chấn, lại bạch Phật: Lời thật của Như Lai làm cho con vui vẻ lắm. Như vậy, vì điều phục các chúng sanh, Thế Tôn đã khéo phân biệt nói các lẽ tiêu hoặc chẳng tiêu, lại cũng nói những lẽ vô ngã, vô thường của các pháp. Nếu trước hết Phật Thế Tôn thuyết lẽ thường, những người theo học Ngài tất sẽ nói rằng pháp ấy cũng như pháp của ngoại đạo, rồi họ sẽ bỏ Ngài mà đi. Phật lại dạy người phụ nữ ấy rằng: Nếu đứa con đã lớn, biết đi, biết chạy, thì khi ăn vào có thể tiêu hóa được những món khó tiêu. Lúc đó, sữa của cô sẽ không đủ cung cấp cho nó. Các đệ tử thanh văn của ta cũng thế, họ như đứa con còn bú của cô, không tiêu hóa nổi pháp thường trụ này. Vì vậy nên trước hết ta thuyết dạy họ những lẽ khổ, vô thường. Đến chừng các thanh văn đệ tử của ta có đủ công đức rồi, đủ sức tu tập kinh điển Đại Thừa, ta mới thuyết với họ sáu vị ở kinh này. Thế nào là sáu vị? Ta thuyết dạy rằng khổ, đó là vị chua, vô thường, đó là vị mặn,
vô ngã, đó là vị đắng. Lạc, đó là vị ngọt. Ngã, đó là vị cay. Thường, đó là vị nhạt. Trong thế gian có ba vị, ấy là vô thường, vô ngã, vô lạc. Phiền não là củi, trí tuệ là lửa. Với nhân duyên ấy được cơm niết bàn. Ta dạy các pháp thường, lạc, ngã, khiến cho các đệ tử đều được món ngon ưa thích. Phật lại bảo người phụ nữ ấy rằng: Như cô có việc phải đi đến xứ khác, nên xua đuổi những đứa con ngỗ nghịch ra khỏi nhà, rồi mới đem kho quý trong nhà mà giao cho những đứa con ngoan. Người phụ nữ bạch Phật rằng: Đúng như lời Phật dạy, nên chỉ kho trân bảo cho những đứa con ngoan, không nên cho những đứa ngỗ nghịch. Phật dạy: Này cô, ta đây cũng thế. Khi nhập niết bàn, ta chẳng đem kho pháp vi diệu sâu kín và vô thượng của Như Lai mà trao cho các đệ tử thanh văn, cũng như kho báu của cô không trao cho những đứa con ngỗ nghịch. Ta cần phó chúc cho hàng Bồ Tát, cũng như cô đem kho báu mà giao cho những đứa con ngoan. Vì sao vậy? Vì các đệ tử thanh văn có tư tưởng biến đổi, cho rằng Phật Như Lai thật đã diệt độ, nhưng ta thật ra chẳng có diệt độ. Ví như trong khi cô đi xa chưa về, thì những đứa con ngỗ nghịch sẽ nói rằng cô đã chết, mà thật ra cô không hề chết. Chư Bồ Tát đều nói rằng Như Lai là thường, chẳng biến đổi. Các vị ấy giống như những đứa con ngoan của cô, chẳng nói rằng cô đã chết. Vì nghĩa ấy, ta đem kho pháp bí mật vô thượng mà phó chúc cho chư Bồ Tát. Hiện nam tử, như có chúng sanh nào bảo rằng Phật là thường trụ, chẳng biến đổi, nên biết rằng có Phật ở tại nhà người ấy. Đó gọi là làm cho kẻ khác trở nên chân chánh. Thế nào là có thể tùy chỗ hỏi mà đáp? Như có người đến hỏi Phật Thế Tôn rằng: Tôi nên làm thế nào để không bỏ tiền của ra mà vẫn đáng gọi là bậc đại thí chủ? Phật dạy: Nếu có các vị sa môn, bà la môn ít ham muốn, biết đủ, chẳng thọ nhận, chẳng chứa trữ những vật bất tịnh, nên thí cho các vị ấy những tôi trai tớ gái để làm kẻ hầu hạ sai khiến. Đối với những vị tu trì phạm hạnh, nên thí cho những nữ nhân. Đối với những người đã dứt bỏ rượu thịt, nên thí cho rượu thịt. Đối với những vị không ăn quá ngọ, nên thí cho những bữa cơm quá ngọ. Đối với những vị chẳng trang sức bằng hoa hương, nên thí cho hoa hương. Những người thí như vậy thì danh tiếng bố thí lan rộng ra khắp mọi nơi, mà không phải mất mát tiền của chi cả. Đó gọi là có thể tùy chỗ hỏi mà đáp. Lúc ấy, Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, đối với người ăn thịt chẳng nên cho thịt, vì sao vậy? Con thấy rằng người không ăn thịt được công đức lớn. Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: Lành thay, lành thay, nay ông biết rõ ý ta. Bồ Tát hộ pháp nên làm như vậy. Thiện nam tử, từ nay về sau, ta không cho phép các đệ tử thanh văn ăn thịt khi nhận ở người đàn diệt món thịt hiến cúng, nên quán tưởng đó như là thịt con mình. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, tại sao Như Lai không cho phép ăn thịt? Phật dạy: Thiện nam tử, kẻ ăn thịt làm dứt mất hạt giống đại từ. Ca Diếp lại bạch: Vậy tại sao lúc trước Như Lai cho phép tỳ kheo ăn ba loại tịnh nhục? Ca Diếp: Việc cho phép ăn ba loại tịnh nhục ấy là tùy theo sự việc mà hạn chế dần dần. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà từ 10 loại thịt bất tịnh cho đến 9 loại tịnh nhục, Phật đều không cho phép dùng nữa? Phật dạy Ca Diếp: Đó cũng là nhân nơi sự việc mà ta dần dần hạn chế, nên biết rằng đó là ý nghĩa vì sao nay ta cấm hẳn việc ăn thịt. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Tại sao Như Lai khen rằng cá là món ăn ngon? Phật dạy: Thiện nam tử, ta không hề nói rằng cá là món ăn ngon. Ta nói rằng mía, cơm gạo, đường phèn, tất cả những thứ ngũ cốc cùng đường đen, sữa, bơ sữa, dầu là những món ăn ngon. Tuy ta nói rằng có thể cất giữ các loại giải,
nhưng phải làm cho mất vẻ đẹp đi. Huống chi lại còn ham thích ăn món cá hay sao? Ca Diếp lại bạch Phật: Nếu Như Lai đã chế định không được ăn thịt, vậy sữa và các món được chế ra từ sữa, cùng với các loại dầu mè cho đến các loại giải dốc như hàng lụa, kiêu sa da, những loại ngọc thạch, gia thú, vàng bạc, chén bát, các thứ ấy cũng chẳng nên dùng sao? Phật dạy: Thiện nam tử, ông không nên hiểu giống như bọn ngoại đạo ni kiền. Như Lai chế định mỗi một giới cấm đều có dụng ý riêng. Vì có dụng ý riêng nên ta cho phép ăn ba thứ tịnh nhục. Vì có dụng ý riêng nên ta cấm dùng 10 loại thịt bất tịnh. Và cũng vì có dụng ý riêng nên ta cấm hẳn tất cả các loại thịt, kể cả thịt của những con thú tự nhiên chết không bị giết hại. Ca Diếp, kể từ hôm nay ta cấm tất cả các đệ tử không được ăn bất cứ loại thịt nào cả. Ca Diếp, những người ăn thịt trong khi đi, đứng, ngồi, nằm đều xông ra hơi thịt. Tất cả chúng sanh nghe hơi ấy đều lấy làm sợ sệt. Ví như một người kia đã gần gũi với sư tử, những kẻ khác khi gặp người ấy nghe mùi hôi của sư tử cũng sanh lòng sợ sệt. Thiện nam tử, ví như người ăn tỏi xông ra mùi hôi khó chịu, những ai gặp người ấy nghe mùi hôi liền bỏ đi. Dù là nhìn thấy từ xa còn chẳng muốn nhìn, huống chi lại muốn đến gần hay sao? Những người ăn thịt lại cũng như vậy, tất cả chúng sanh khi nghe hơi thịt thảy đều kinh sợ, phát sanh tư tưởng sợ chết. Những loài có mạng sống hoặc lội dưới nước, hoặc đi trên đất, hoặc bay trên không, thảy đều xa lánh, đều cho rằng người ấy là kẻ thù của chúng ta. Bởi vậy, Bồ Tát không có thói quen ăn thịt. Vì độ chúng sanh nên các ngài thị hiện việc ăn thịt. Tuy thị hiện ăn thịt, thật ra là chẳng ăn. Thiện nam tử, hàng Bồ Tát như vậy, cả những món thanh tịnh còn chẳng ăn, huống chi lại ăn thịt hay sao? Thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, trải qua vô lượng trăm năm, các vị thánh tu tập tứ đạo cũng đều nhập Niết Bàn. Chánh pháp diệt rồi, trong thời kỳ tượng pháp sẽ có những tỳ kheo có vẻ như là giữ luật, nhưng ít đọc tụng kinh điển, tham việc ăn uống, nuôi dưỡng xác thân. Họ mặc quần áo thô sơ xấu xí, hình dung tiều tụy, chẳng có quay đức chi cả. Họ chăn bò, nuôi dê, gánh củi, đồi cỏ, râu tóc để dài, móng tay sa nhọn. Tuy mặc áo cà sa, nhưng bọn họ giống như thợ săn, mắt nhìn lấm lét, chân bước từ từ, dường như mèo rình chuột. Họ thường nói rằng: Ta đắc quả A-la-hán. Họ có nhiều bệnh khổ, ngủ nằm nơi phẫn uế, bề ngoài họ ra vẻ hiền lành mà trong lòng ôm giữ sự tham lam, đố kỵ, như người thọ phép câm không nói của Bà La Môn. Họ đội lốt sa môn nhưng thật chẳng phải sa môn, trong lòng đầy tà kiến, phỉ báng chánh pháp. Những người như vậy phá hoại các giới luật mà Như Lai đã chế định, phá hoại oai nghi của hạnh chân chánh và quả giải thoát mà Phật đã thuyết. Họ lìa bỏ pháp thanh tịnh và phá hoại giáo pháp sâu xa bí mật của chư Phật. Mỗi người trong bọn họ đều theo ý mình mà nói ngược lại với kinh luật. Họ nói rằng: Như Lai cho phép chúng tôi ăn thịt. Họ tự biện luận như thế, nhưng lại nói đó là lời Phật dạy. Họ cãi lẫy và kiện cáo nhau. Người nào cũng tự xưng mình là Sa Môn Thích Tử. Thiện nam tử, lúc bấy giờ lại có những sa môn chứa trữ lúa thóc, nhận các món thịt cá, rồi tự tay làm lấy món ăn, cầm nắm bình dầu, lọng báo, giày da, thân cận với quốc vương, đại thần, trưởng giả, coi sao đoán mệnh, học nghề làm thuốc, nuôi dưỡng nô tỳ, chất chứa vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, pha lê, trân châu, san hô, hổ phách, ngọc bích, ngọc thạch, các thứ dưa trái. Họ học các nghề tinh xảo, vẽ hình, nắn tượng, viết sách, dạy học, gieo giống, trồng cây, làm thuốc độc, bùa chú, pha chế thuốc, đàn ca hát sướng, cài hoa sức hương, đánh bạc đánh cờ, học các nghề nghiệp. Nếu có những tỳ kheo nào có thể rời bỏ các việc xấu ác ấy,
nên nói rằng những vị ấy là đệ tử chân thật của ta. Lúc ấy, Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di sống nhờ vào người khác, trong khi khất thực như gặp những món ăn có xen lẫn thịt, thì nên ăn thế nào cho đúng phép thanh tịnh? Phật dạy: Ca Diếp, nên dùng nước mà rửa, loại bỏ thịt ra khỏi thức ăn rồi mới ăn. Như bát đựng cơm bị thịt làm ô uế, hãy rửa cho hết mùi vị đi rồi dùng thì không có tội. Như thấy trong thức ăn có nhiều thịt, chớ nên nhận lấy. Bất cứ món ăn nào nhìn thấy có thịt đều không nên ăn, nếu ăn thì có tội. Nay ta nói phép cấm ăn thịt là như vậy, nếu nói rộng ra thì không thể hết. Sắp đến lúc nhập Niết Bàn nên ta chỉ dạy chỗ đại lược như thế. Đó gọi là có thể tùy chỗ hỏi mà đáp. Ca Diếp, thế nào là khéo giảng rõ nghĩa nhân duyên? Như có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đến hỏi ta rằng: Thế Tôn, nghĩa lý như vậy, tại sao lúc ban đầu Như Lai chẳng thuyết với vua Ba Tư Nặc nghĩa sâu xa vi diệu của pháp môn ấy? Hoặc khi thì thuyết lẽ sâu xa, khi thì thuyết lẽ nông cạn, hoặc khi gọi là phạm giới, khi gọi là chẳng phạm giới. Thế nào gọi là sa đọa? Thế nào gọi là giới luật? Thế nào là ý nghĩa của ba la đề mộc xoa? Phật dạy: Ba la đề mộc xoa gọi là biết đủ, thành tựu các oai nghi, không nhận lãnh và chứa trữ gì cả, cũng gọi là đời sống trong sạch. Sa đọa tức là bốn nẻo ác. Sa đọa lại cũng có nghĩa là sa đọa vào địa ngục, cho tới rơi vào địa ngục vô gián. Luận về chỗ mau chậm thì sự sa đọa ấy còn nhanh hơn cả cơn mưa to trút xuống. Người nghe biết như vậy phải sanh lòng kinh sợ, giữ bền giới cấm, chẳng phạm oai nghi, tu tập hạnh biết đủ, đối với tất cả những vật bất tịnh đều không nhận lãnh. Sa đọa cũng có nghĩa là nuôi lớn thêm những cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Vì những nghĩa trên nên gọi là sa đọa. Ba la đề mộc xoa nghĩa là lìa bỏ những nghiệp bất thiện, tà vậy của thân, miệng, ý. Giới luật nghĩa là oai nghi của tám giới. Những nghĩa lành trong kinh sâu xa ngăn chặn việc nhận lãnh hết thảy những vật bất tịnh cùng những nhân duyên bất tịnh, cũng ngăn dứt bốn tội trọng, 13 tội tăng tàng, 2 tội không xác định, 30 tội xả đọa, 90 tội đơn đọa, 4 tội cần sám hối, 100 hành vi không tốt cần phải học biết để tránh, 7 phép dứt tranh cãi. Hoặc cũng có kẻ phạm vào tất cả các giới. Thế nào là tất cả? Đó là từ 4 tội trọng cho tới 7 phép dứt tranh cãi. Lại như có người phỉ báng chánh pháp của kinh điển rất sâu xa, cho đến những kẻ nhất xiển đề, hoặc kẻ cho là mình được thành tựu đầy đủ, dứt hết tất cả tướng, không còn nhân duyên. Những người như vậy đều tự nói rằng: Ta là người thông minh, có trí tuệ sắc bén, các tội nặng hay nhẹ đều che giấu cả. Họ che giấu các điều ác như con rùa giấu cả đầu đuôi và bốn chân vào dưới mu. Những tội như vậy kéo dài mãi chẳng hề hối hận. Bởi không hối hận nên tội lỗi ngày càng nhiều hơn. Những tỳ kheo ấy đã phạm tội nhưng rốt cùng vẫn luôn giấu kín. Điều đó làm cho tội lỗi ngày càng lớn thêm, lan rộng. Như Lai đã biết việc ấy nên lần lượt chế các giới cấm, chứ không nói ra một lúc. Bấy giờ có những thiện nam tử, thiện nữ nhân bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai biết việc như vậy đã lâu rồi, tại sao trước đó không ngăn cấm? Lẽ nào Thế Tôn muốn cho chúng sanh phải vào địa ngục vô gián hay sao? Ví như có nhiều người muốn đi đến phương khác nhưng lạc mất con đường chính, đi theo đường lạc hướng. Những người ấy chẳng biết rằng họ đang đi lạc, thấy đều cho rằng mình đi đúng đường. Họ lại chẳng gặp ai để có thể hỏi xem đường đi đúng hay chẳng đúng. Chúng sanh cũng như thế, mê lạc mất Phật Pháp, chẳng thấy được chỗ chân chánh. Như Lai trước nên vì họ chỉ dạy con đường chân chánh, dạy các tỳ kheo rằng:
thế này là phạm giới, thế này là trì giới. Ngài nên ngăn cấm như vậy. Vì sao vậy? Vì Như Lai chánh giác là bậc chân thật, thấy biết con đường chân chánh. Chỉ có Như Lai, vị cao trỗi nhất trong các cõi trời, mới có thể thuyết dạy chỗ tăng thêm công đức và ý nghĩa của 10 điều lành. Vì vậy, chúng con khải thỉnh Như Lai nên chế giới cấm từ trước khi xảy diệt. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu nói rằng Như Lai có thể vì chúng sanh giảng dạy chỗ tăng thêm công đức của 10 điều lành, vậy tức là Như Lai coi chúng sanh đồng như La Hầu La. Sao lại dặn hỏi rằng: Lẽ nào Thế Tôn muốn cho chúng sanh phải vào địa ngục? Khi ta thấy một người có nghiệp duyên phải đọa vào địa ngục vô gián, ta còn vì người ấy mà trụ thế một kiếp hoặc một kiếp giảm, ta có lòng đại từ bi đối với chúng sanh, đã thương như con một của mình, thì duyên cớ chi lại dối gạt để cho chúng sanh phải vào địa ngục? Thiện nam tử, ví như trong nước của vua có người mặc áo nạp y, trước nhìn thấy áo có lỗ rách, rồi sau mới giá kính lại. Như Lai cũng thế, thấy chúng sanh có nhân duyên vào địa ngục vô gián, mới dùng những giới lành mà giá kính những chỗ chẳng lành cho họ. Thiện nam tử, ví như vị chuyển luân thánh dương, trước vì chúng sanh thuyết dạy 10 điều lành, rồi về sau nếu có những người làm ác, vua ấy sẽ tùy diệt mà dần dần dứt bỏ những việc ác. Những việc ác đã dứt rồi thì phép tắc của thánh dương tự nhiên lưu hành. Thiện nam tử, ta đây cũng thế, tuy có thuyết dạy nhưng không thể chế các giới cấm từ trước, cần phải dần dần do nơi những tỳ kheo có việc làm phi pháp mới theo từng việc mà chế các giới cấm. Có những chúng sanh hâm mộ Phật Pháp, theo đúng lời dạy mà tu hành, những chúng như vậy mới có thể thấy được Pháp thân Như Lai. Ví như cái bánh xe báo của vị chuyển luân dương là không thể nghĩ bàn, Như Lai cũng như thế, không thể nghĩ bàn. Hai người báo Pháp và Tăng cũng không thể nghĩ bàn. Người có thể thuyết Pháp và người nghe Pháp cũng đều là không thể nghĩ bàn. Đó gọi là khéo giảng rõ nghĩa nhân duyên. Bồ Tát phân biệt và khai thị bốn ý nghĩa biểu lộ ra như vậy. Đó gọi là nghĩa nhân duyên trong Đại Niết Bàn của Đại Thừa. Lại nữa, tự sửa mình chân chánh, ấy là đạt được Đại Bát Niết Bàn này, làm cho kẻ khác trở nên chân chánh, là như ta vì các tỳ kheo mà thuyết rằng Như Lai thường tồn chẳng biến đổi. Ca Diếp, tùy chỗ hỏi mà đáp, là như nhân nơi chỗ hỏi của ông mà ta thuyết rộng nghĩa lý rất thâm sâu vi diệu này với các vị Đại Bồ Tát, tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Chệ nghĩa nhân duyên, hàng thanh văn, duyên giác chẳng thể hiểu rõ nghĩa rất sâu xa như vậy, chẳng nghe biết rằng chữ y do ba chấm hợp thành, cũng như tạng bí mật do giải thoát, niết bàn và đại trí tuệ bát nhã hợp thành. Nay ta xiển dương phân biệt nghĩa này, vì hàng thanh văn mà khai mở con mắt trí tuệ. Ví như có người nói rằng, trong bốn việc kể trên, sao gọi là một, chẳng phải là hư dối đó sao? Nên hỏi ngược lại rằng, như hư không đây vốn chẳng có chi hết, chẳng đồng, chẳng ngại. Bốn việc ấy có gì khác nhau? Vậy có thể nói là hư dối chăng? Bồ Tát Ca Diếp thưa, bạch Thế Tôn, không phải. Những lời như vậy đều là một nghĩa, ấy là nghĩa không. Các việc như tự sửa mình chân chánh, làm cho kẻ khác trở nên chân chánh, tùy chỗ hỏi mà đáp, giảng rõ nghĩa nhân duyên cũng đều là như vậy. Tức là Đại Niết Bàn chẳng có gì khác nhau. Phật bảo Ca Diếp, như có kẻ nói rằng Như Lai là vô thường, làm sao biết là vô thường? Như Phật có nói, dứt các phiền não gọi là Niết Bàn, cũng như lửa tắt chẳng còn gì cả. Dứt các phiền não lại cũng như vậy, cho nên gọi là Niết Bàn. Vậy làm sao Như Lai lại là Pháp thường trụ không biến đổi? Như Phật có nói, lìa khỏi các cảnh có mới gọi là Niết Bàn. Vậy trong Niết Bàn không có các cảnh có,
vậy làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi? Như cái áo đã hư rách hết thì chẳng còn ra vật gì. Niết bàn cũng thế, diệt hết các phiền não thì chẳng còn gì cả. Vậy làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi? Như Phật có nói, lìa dục tịch diệt gọi là niết bàn. Như người kia bị chém đầu, tức không có đầu. Lìa dục tịch diệt lại cũng như vậy, không có chi cả, nên gọi là niết bàn. Vậy làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi? Như Phật có nói, ví như sắc nung đỏ, búa nện nhán lửa văng, văng ra liền diệt mất, chẳng biết ở nơi nào, được giải thoát chân chánh. Lại cũng như vậy đó, đã vượt khỏi dâm dục, các cảnh có bùng lầy, được chỗ không lay động, chẳng biết tới nơi nào. Vậy làm sao Như Lai lại là pháp thường trụ không biến đổi? Ca Diếp, như có người dặn hỏi những điều như vậy, thì đó là sự dặn hỏi sai trái. Ca Diếp, ông cũng chẳng nên nghĩ tưởng như thế, cho rằng tánh của Như Lai là dứt mất. Ca Diếp, việc dứt các phiền não không thuộc về sự vật. Vì sao vậy? Vì dứt sạch mãi mãi nên gọi là thường. Nói như vậy nghĩa là vắng lặng hoàn toàn, không còn chi hơn nữa. Dứt sạch hết các tướng, chẳng còn chút dấu vết. Nói như vậy nghĩa là sáng rõ, thường trụ, chẳng thối lui. Vậy nên niết bàn gọi là thường trụ. Như Lai cũng thế, thường trụ chẳng biến đổi. Khi búa nện xuống sắc đỏ, nhán lửa liền văng ra. Đó là ví như phiền não. Văng ra liền diệt mất, chẳng biết ở nơi nào. Đó là ví như các đức Như Lai để dứt sạch phiền não, chẳng lưu chuyển trong năm đường. Cho nên Như Lai là pháp thường trụ, chẳng biến đổi. Lại nữa, Ca Diếp, pháp là thầy của chư Phật, cho nên Như Lai cung kính cúng dường. Vì pháp là thường nên chư Phật cũng là thường. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng, như lửa phiền não dứt thì Như Lai cũng dứt. Như vậy tức là Như Lai không có chỗ thường trụ. Ví như những nhán lửa kia, khi màu đỏ tắt mất thì chẳng biết đi đến chỗ nào. Phiền não của Như Lai cũng vậy, chẳng biết đi đến chỗ nào. Lại như khối sắt kia, nung nóng có màu đỏ, khi nguội rồi thì hơi nóng và màu đỏ đều không còn nữa. Như Lai cũng thế, diệt rồi là vô thường. Lửa phiền não đã dứt, liền nhập niết bàn. Nên biết rằng Như Lai là vô thường.